Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng được an toàn. Hả? Nhìn thấy được thế giới xung quanh rồi. Hả? Mẹ ơi, mẹ ơi, con chào đời rồi. Hay quá, hay quá. Nhưng mà tôi không phải là mẹ của cậu. Tôi là một khủng long LGBT thuộc hạ của cha cậu. Cậu mau chạy đi, chạy đi, chạy càng xa càng tốt. Hả? Cái gì chứ? Vậy cha mẹ của ta ở đâu? Tại sao ngươi lại bắt cóc ta đến đây? Không lẽ ngươi định bán ta sang Trung Quốc mổ nội tạng à? Mau, đem ta về nhà nhanh lên. Không phải như vậy đâu. Loài khủng long gai chúng ta đã bị một tên hung ác bắt làm nô lệ. Cha mẹ của cậu đã bị giết chết. Chúng tôi phải giữ giọt máu cuối cùng của ông ấy nên đã đem cậu bỏ chạy thế này đây. Hả? Nhưng mà bây giờ tôi biết đi đâu thế này. Tôi còn nhỏ xí à, lông tay lông chân còn mọc chưa đủ nữa, làm sao mà có thể sống sót được. Đừng sợ, đừng sợ. Cậu hãy ăn thịt tôi đi. Tôi trước sau gì cũng sẽ chết. À đúng rồi, sáng tiện lấy bộ gai Alpha trên lưng của tôi mang vào người của cậu. Nó sẽ giúp cậu mạnh hơn gấp nhiều lần. Nhanh đi, nhanh đi. Đây, đây. Đừng, đừng bỏ tôi. Đừng bỏ tôi. Được rồi, tôi sẽ nghe theo lời của người. Mình lớn thêm một chút rồi. Wow, bộ gai Alpha này thật là ngầu quá đi. Mình cảm thấy thật là vừa vặn. Nhưng khoan, bây giờ mình đi đâu tiếp tục đây? Mình sợ chết lắm, nhưng mình còn sợ cô đơn hơn rất nhiều. Hay là mình quay về đồng loại của mình, giải cứu lấy họ, rồi tìm một vài em khủng long cái kết bạn để sau này lấy làm vợ. Đúng rồi, quyết định vậy đi. Gì thế này? Là những đồng loại khủng long gai của mình mà. Sao họ chết hết rồi? Hả? Chạy đi, chạy đi. Sao ngươi còn ở đây? Chạy đi. Không, không, ta không bỏ các ngươi đâu. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Loài của chúng ta bị quái vật Simo băng giá bắt làm nô lệ. Ta cùng với các anh em ở đây chịu không nổi nên bỏ trốn, chạy tới khu vực này thì bị lũ người khổng lồ bắt giết. Bọn chúng sắp quay trở lại rồi, mau đi đi. Mẹ kiếp, đằng kia còn có một con khủng long gai còn sống kìa, giết nó luôn đi. Chết tiệt, lũ người khổng lồ. Khốn kiếp, loài của chúng ta không phải là thức ăn của bọn người. Bọn người dám giết chết những đồng loại của ta sẽ báo thù cho họ. Chết tiệt, sao con khủng long gai này khác thường quá vậy? Nó mạnh hơn những con còn lại ở đây. Mau bắt nó về làm thú cưỡi cho chúng ta. Cái gì? Bọn ta không phải là nô lệ hay là thức ăn của các ngươi. Khốn kiếp, các ngươi dám đối xử với bọn ta như vậy, ta sẽ báo thù giết chết sạch các ngươi. Chết đi. Mẹ kiếp, cẩn thận. Khốn kiếp, đồng loại của ta, đồng loại của ta, ta sẽ phải giải thoát cho họ. Mẹ kiếp, chúng mày nói cái gì? Chúng mày không tìm ra nguyên liệu để chế tạo ra bộ áo giáp độc cho ta à? Xin gây bớt giận. Những thứ nguyên liệu độc đó vô cùng nguy hiểm, chúng tôi đã chết rất nhiều người. Xin ngài hãy tha cho chúng tôi. Cầm mồm đi lũ khủng long gai nô lệ kia. Chúng mày có chết sạch, tao cũng không quan tâm. Nếu ngày mai chúng mày không thu thập đủ nguyên liệu để tao chế tạo bộ áo giáp độc, tao sẽ nghiền nát loài của chúng mày. Thật đáng ghét. Là đồng loại của mình. Mình tìm thấy họ rồi. Này, mọi người. Chúng ta phải làm sao đây? Là khủng long gai Alpha. Sao giờ này cậu còn ở đây? Không phải cậu đã đem thiếu chủ bỏ trốn rồi à? Khủng long gai Alpha đã chết rồi.
ông ấy cho tôi bộ gai alpha này. Còn tôi là thiếu chủ nở ra từ cái trứng của chúa tể khủng long gai đây. Cái gì? Cậu là khốn kiếp, sao bây giờ cậu lại quay lại đây? Chúng tôi chịu bao nhiêu cực khổ là để mở một con đường máu giúp cậu trốn thoát. Không, tôi sẽ không bỏ rơi đồng loại, không bỏ rơi mọi người. Tôi còn phải báo thù cho cha mẹ của tôi nữa. Thứ này là gì? Có phải thứ quái vật khốn kiếp đó bắt các người làm thứ này đúng không? Cậu chủ, hãy cẩn thận. Đó là thiết bị chế tạo bộ áo giáp độc của quái vật Simo đó. Hắn đã bắt chúng tôi đi tìm những nguyên liệu độc nhất trên đời để bỏ vào đó. Và không ít khủng long trong chúng ta đã bị tử nạn. Chết tiệt. Vậy thì tôi sẽ đập tan nó để mọi người không chịu khổ nữa. Bộ áo giáp độc chứ hơn thì cậu chủ hãy mang nó vào đi, nếu không sẽ phí phạm lắm. Chết tiệt. Vì thứ này mà đồng loại của tôi bị hành hạ như thế này. Được rồi mọi người, mau trốn đi, trốn hết đi. Tôi sẽ tìm quái vật Simo, đối đầu với nó, dùng thứ gai độc này giết chết nó, báo thù cho mọi người, báo thù cho cha mẹ của tôi. Không được. Cậu là giọt máu cuối cùng của chúa tể chúng tôi. Cậu sau này phải trở thành chúa tể mới. Chúng tôi sẽ không để cậu liều mạng. Các ngươi, ta ra lệnh cho các ngươi mau bỏ trốn. Một mình ta sẽ đối đầu với thứ khốn kiếp đó. Đây, quái vật Simo, ngươi đâu rồi? Còn gan thì mau xuất hiện đi. Ta chính là chúa tể mới của loài khủng long gai đây. Hôm nay ta sẽ thách đấu với ngươi một sống một con. Mẹ kiếp, ta vừa mới chớp mắt, kẻ nào quấy rầy ta thế này? Chính là ta, chúa tể mới của loài khủng long gai. Ta tới đây để lấy mạng chó của ngươi. Cái gì? Một con khủng long gai to gan dám tới đây đối đầu với ta? Hả? Gì thế này? Lông gai của ngươi sao đầy độc vậy? Chính ta đã đập vỡ lấy cái bồn chế tạo giáp độc của ngươi và biến đổi nó thành gai độc của ta. Ta sẽ đem thứ độc địa này đến để giết chết chủ nhân của nó. Thứ khốn kiếp như ngươi đã hại đàn áp biết bao nhiêu đồng loại của ta, khiến họ phải mất mạng vì sản phẩm của ngươi. Cái gì? Bồn chế tạo giáp độc của ta? Ngươi dám phá vỡ nó à? Khốn kiếp, ta sẽ nghiền nát loại khủng long gai của các ngươi. Vậy thì hãy nhào tới đây. Ta có chết, ta cũng sẽ kéo ngươi chết chung. Thứ độc ác bắn theo. Mày nói cái gì? Chết đi thiếu rác rồi. Thứ khổ kiếp đó đâu rồi? Cái gì thế này? Này, những anh em, những đồng loại, sao mọi người lại bị thương nặng nằm ở đây? Chúng tôi không bỏ thiếu chủ đâu, chúng tôi sẽ liều mạng cứu thiếu chủ. Cái gì? Khốn kiếp, ta sẽ liều mạng quyết chết với hắn một lần nữa. Hoàng đã thiếu chủ, cha của cậu ở đằng kia kìa. Đây là cha của tôi hay sao? Cũng chính là chúa tể của loài khủng long chúng tôi. Chết tiệt. Thiếu chủ, hãy nhanh lên. Mặc dù cơ thể của cha cậu không còn được nguyên vẹn, nhưng lớp gai máu của ông ấy vẫn còn hoạt động tốt. Cậu hãy mang vào. Chỉ có chúa tể của loài khủng long gai chúng ta mới đủ khả năng sở hữu được nó. Được rồi. Cha ơi, con sẽ báo thù cho cha, thay thế cha cứu lấy mọi người. Hay lắm, kể từ nay cậu sẽ là chúa tể của loài chúng tôi. Mau khai phá sức mạnh của lớp gai máu này, nó có thể đánh bại mọi kẻ thù. Tôi biết rồi. Mọi người cứ yên tâm, nhất quyết tôi sẽ giết chết được tên Simo khốn kiếp đó, cứu lấy và giải phóng mọi người. Thật chết đi, ta lại đến rồi đây. Mẹ kiếp, gì thế này? Bộ gai máu đó không thể nào. Chúa tể của loài khủng long gai, ngươi đã bị ta giết chết rồi mà, sao ngươi lại hồi sinh vậy? Không phải là hồi sinh vậy, mà là sự kế thừa.
ta chính là con trai của cha ta. Cha ta chính là chúa tể của loài khủng long gai trước đây bị ngươi giết hại. Đến lúc rồi, ta sẽ thay thế ông ấy, trừng phạt ngươi, tiêu diệt ngươi, lấy lại tất cả những gì mà ngươi đã đánh mất của bọn ta. Chết tiệt, chết tiệt. Ta khó khăn và chịu nhiều vết thương mới có thể giết được tên chúa tể khủng long gai đó. Vậy mà bây giờ lại có kẻ kế thừa hắn à. Hổ kim, những cái lớp cài máu này thật đáng ghét. Bọn chúng khiến ta đau đớn quá. Mẹ kim, ta khó chịu quá. Ta sẽ đập nát những thứ cài máu này và xé xác luôn ngươi. Không dễ dàng như vậy đâu. Đến lúc rồi, thời kỳ kỷ nguyên quái vật phóng xạ Simo của ngươi sẽ kết thúc tại đây. Chết đi, thứ bẩn thỉu đáng ghét. Không, không. Kể từ nay, loài khủng long gai của bọn ta sẽ là loài tự trị. Bọn ta sẽ hoàn toàn tự do.